Tức là anh là năm sinh năm năm mấy? Sinh 84 phải không? Sinh 1984. Để tôi coi rồi. Thường thường cái nông ngành chỉ công là nó khám bệnh, nó không khám bằng bắt mạch bắt gì đâu, nó coi dịch số. 84 giáp 12 7 6 7 2 6 4 4 giáp 1 4 giáp tý nè. Từ đầu năm 84 là À, tháng 3 tháng 12 năm 83 83. năm đầu năm 84 là ngày 1 với ngày 5 tháng 1 năm 84 Là thật Quý Hợi. Quý Hợi hả? Rồi, Quý Hợi. Quý Hợi. Hợi. Có là tháng mấy? Tháng 12 3 tháng 12 Quý Hợi. Là ngày 5 tháng 1 năm 3 tháng 12 năm 7 57 trừ 2 5 gan tim. Anh dính tới ba cái thật bệnh là bệnh anh dính tới gan thận với tim luôn. Thận này dính tới phổi là viêm xoang á, gan tim mấy cái này là trong người nó là có khả năng dễ bị bệnh được ba thằng này. Thận thì nó dính tới phổi, gan thì dính tới mật, tim thì dính tới ruột non. Là anh ăn uống trưa anh có thường ngủ trưa không? Tức là bao tử thì nó không có hay gì, nó cứ ra cứ không có chịu nào. Bao tử anh như vậy là cái năm của sinh của anh đây, ta gọi lại nha. Giáp, nếu hồi nãy là anh sinh, nãy anh nói sinh theo đó là năm năm sinh anh, năm 1984 hả, của tây hay là 984? Tôi coi theo tây, tây là 12 7 6 72 6 5 giáp giáp tý không một. Cái ngày mấy tháng mấy năm 84? Cái này anh cái số anh nó theo năm 84 chứ không theo xong 83 được. Cái số anh nó chệch qua 84 nhiều hơn, thành ra cái bệnh anh nó cái gốc nó nằm nó không theo cái kia. Nếu mà theo 84 là cái bệnh anh là 84 là 1 không 1 thì cái gốc anh là cái bị phổi mà ra thận và dạ dày. Cái này trúng đã rõ ràng, cái phần này trúng hơn, tức là cái gốc bệnh anh là nặng nhất là phổi, thứ hai là dạ dày, thứ ba là thận. Thận đau tức là đau lưng, trúng ngay chóc luôn. Nếu kêu coi dịch số của anh thì anh phải lấy cái bổn mạng của anh là 8 tháng 1 năm 1984, tức là cái tuổi gốc của anh là Giáp Tý chứ không phải là Quý Hợi. Anh theo Quý Hợi là sai, theo theo kinh dịch là anh phải lấy Giáp Tý mới đúng, tức là nó lùi là lấy năm 84 đừng lấy 83, tại cái nó qua năm 84 rồi. Anh lấy 83 nên đồng kích, anh thấy cái 83 là nó dài 10 là 12 tháng, còn 84 có 1 tháng. Mà anh nhảy qua đây và anh lấy cái kia là mình lúc mà anh sinh ra là phải qua năm 84 chứ, nó chạy qua năm 84 rồi. Thì cái gốc của anh phải là Giáp Tý mới đúng. Giáp Tý thì nó sanh ra ba loại bệnh. Thứ nhất phổi, thứ hai thận, thứ ba dạ dày. Mà rõ ràng anh đang dính ba thằng này ngay chấp thì cái số mà anh theo Giáp Tý mới đúng. Thì cái phổi của anh á thì nó dính tới ruột già có chừng bị trĩ luôn. Thận dính tới bụng đái, là anh đái tiểu đêm tiểu gì tùm lum không, là tiểu nhiều. Dạ dày là anh bị đau dạ dày và lá lách, mà sẽ chuyển tới tiểu đường. Đó là những cái dự kiến tương lai những bệnh nó có, thì cuộc đời sẽ dính ba bệnh thận phổi và dạ dày thường xuyên xảy ra, nó hành hạ từ giờ cho tới chết.
mà nếu anh để mà lâu anh chết vì bệnh phổi chứ không phải chết vì bệnh thận. Mà thận là cái bệnh gốc của anh, nó phổi là ông tướng, còn hai vệ sĩ anh là thằng thận với thằng dạ dày là vệ sĩ, mà hai thằng dạ dày và bệnh mà thận bệnh là thằng phổi mình nặng lên liền. Dạ dày mà bệnh nặng cái là bắt đầu phổi rụt rịch liền, mà đau lưng nhiều phổi ăn đòn luôn. Thì hai thằng này nó có chuyện gì là cái thằng phổi ăn đòn này. Ông để coi bữa nào anh đau dạ dày nhiều chút là cái phổi bắt đầu xoang sẹt liền. Mà cái xoang này nó do thằng thận và thằng dạ dày gây ra chứ không phải tự cái phổi nó bị, do cái thận yếu dạ dày ăn không ngon. Mà dạ dày anh thì nó suy ra là anh sáng ăn sáng có đúng giờ không? Bởi thường đúng giờ luôn không, thận từ 5 tới 7 giờ anh có thường làm công việc nặng, vẫn còn làm công việc từ 5 tới 7 giờ chiều á. Nó tập trung nhiều là không được, vì sao phải bỏ cái giờ này? 5-7 giờ là giờ của thận nghỉ ngơi, không được bắt làm việc nhiều. Còn phổi là 3-5 giờ sáng anh khó ngủ giờ, nó 3-5 giờ sáng dễ thức dậy, tự nhiên nó dậy giờ đó khoảng 3 giờ đêm tới 5 giờ đêm nó trằn trọc, nhiều lúc nó khó chịu ngồi dậy đi đi đá đi tiểu hồi vô ngủ nữa. Là cái giờ anh sinh hoạt của anh là từ 3-5 giờ đêm nó hay sụt sịt lắm, tức là anh không ngủ nguyên con đâu, suốt tới sáng thức dậy đâu, nửa đêm tí nó thức một chút rồi ngủ nữa. Đó là trạng thái khi ngủ á, là cái đó là do phổi nó hành, còn dạ dày nó hành là ăn không ngon, còn thận hành hay đau lưng. Là có nếu về khí công mà nói, khí thận suy yếu, khí phổi yếu, khí là lách thằng yếu, mà không cứu này nó bệnh sẽ tăng dần lên. Mà anh không để hoài nó đập một cái là nó có những cái bệnh nặng hơn là chết luôn, không cứu được. Là tức là nếu mà không cứu được anh sẽ chết vì bệnh phổi. Phổi đây có thể ung thư rồi, hoặc là viêm phổi rồi viêm phế quản mãn tính rồi viêm xoang mãn tính, là mấy thứ đó là nó hành suốt cuộc đời khổ lắm. Thì bây giờ anh muốn thoát cái nạn này là phải chữa ba thằng này thì anh cái bài tập anh phải chữa thận, chữa dạ dày, chữa phổi luôn lúc mà phổi là chính. Đó là khi mà coi khám bệnh của anh là khám bằng khí công, khám nó thấy ba cái khu đó, thì ba khu đó phải có bài chữa. Thì cái khóa học ở đây nó có hai là khóa chữa bệnh, là anh không cần biết khí công, anh là một người bệnh, ông thầy khí công là ông bác sĩ, ông cho uống thuốc gì uống thuốc đó, cho hết bệnh rồi sao. Thường thường một cái giáo trình chữa bệnh thường 3 tháng tới 6 tháng hết rồi, ung thư là 6 tháng hết rồi. Rồi sau đó cái này là gọi là tiến độ anh học để anh chữa bệnh. Có người học 3 tháng đủ rồi, thế nó bớt là, tức là khi anh học đó, cái nguyên tắc học khí công rất đơn giản. Anh học giáo trình thường thường phải 3 tháng cho đi. Chứ giống như anh uống vô bác sĩ nói cho mày uống cho tao 1 tuần thuốc này mới hết. Anh uống có 2 ngày nói không hết được, phải theo cho ta. Tức là anh, nếu anh theo tôi anh phải theo 3 tháng. Thì anh trong 3 tháng phải theo dõi cái bệnh của anh. Ví dụ cái bệnh anh là bị bệnh xoang đây nè, anh sẽ có 1 tháng nó, bao nhiêu lần nó hành hạ mình, ví dụ 20 ngày. Bây giờ tập tháng sau nó xuống 10 là được, là phương pháp tôi tốt túng anh theo tiếp. 1 tháng đầu anh biết rồi, hoặc là anh đang đau dạ dày tập ổng cái nó bớt một chút, tôi không có dùng thuốc men gì hết, anh cấm không dùng thuốc men, anh theo bớt tiếp tới nó bớt dần. Tới tháng thứ 3 là tôi dạy hết bài, anh về luyện hoài hết luôn, chứ không phải anh theo tôi luôn suốt, lấy bài tập xong về tập hoài thứ cho hết luôn. Đó là cái nguyên tắc nó vậy. Cái số lần tới đây là lấy bài về học, chứ không phải là cái bài đó, không phải là tập một ngày, tập một năm, có khi 3 tháng 6 tháng, có người tập 2 năm luôn mới hết bệnh. Những bệnh nan y, những bệnh mà mãn tính đó, có người tập 3 tháng nó hết rồi phải tập duy trì hoài để không tái phát. Đó là cái nguyên tắc học ở đây nó vậy. Đó là còn anh mà anh phải tin cái môn khí công này, anh có tin nó mới theo, còn không tin không theo được, tại vì không ai tin là nó quơ mà hết bệnh. Nhưng mà nay tôi đã thành công, tôi quơ mà tái bệnh thiệt, bệnh vẫy nến còn hết, như là bệnh anh thấm gì, rồi bệnh cao huyết áp cũng hết, hạ huyết áp cũng hết, rồi bệnh mà tiểu đường, bệnh gai cuộc sống không cần mổ nó cũng tan, gai đằng nhọn đó nó tập ngon, suy thận tập cũng hết, suy thận là tây y nó phải chạy, rồi suy thận hiện nay tôi chữa tới suy thận cấp 3, cấp 2, cấp 1, cấp 4, còn cấp 5 thì chưa thử.
chứ mấy thử cái sẩn sẩn kia thử tập hết, mà không được uống bất kỳ uống thuốc nào, ăn uống bình thường thôi. Đó là cái chương trình của tôi ở đây tôi hay làm. Nếu anh thích thì anh theo, đó là cái